Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 17 tháng 10 nhân quý mão, đây là ban trị sự của xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang rồi chưa quý vị. Cũng có chương trình buổi thuyết giảng, đây là trước cổng của ban trị sự. Hết đề tài thứ nhất rồi nha quý vị. Đi chạy đi chị em hả? Không, không có lúc nào được đi vậy? Có lúc nào được đi sớm đâu vậy đó hả? Em ngồi đó chỗ đó gặp chị nè. Thì có độc giảng không? Vì chẳng độc giảng. Chẳng kêu độc giảng nè. Đông quá, để cho độc chiếu đi. Chút xíu nữa đi. Chút thôi. Không gặp gì nha. Vô chỗ độc giảng nè. Thì cái vụ mà nông nông gì dành tôi đọc mấy chữ khác là có tâm hồn và không có đọc. Chỗ tàm đã có đọc. Bởi vì dẫn viên có khác mà. Cho cô để dạ hai người cũng được cũng hai vừa dữ à. Chào chú Ngượng. Để giờ con quay nè. Dạ, con biết được rồi. 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 Dạ, xa quá chị không có đi. Ở đó là ở đâu? Đạo trong tâm từ người mới sanh tăng thiện trời bởi lớn lên tạp nhiễm lợi danh nên tập xấu che mờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con ở xã Bình Long. Bích Văn. Chúng hai vào trong đây thôi, hay ba dặm gặp lúc nào chẳng nhớ nhẹ rồi lao lưng về đâu bên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào nó nhộn hùng ở trong kêu con gái có gì vậy chú, nãy giờ quay rồi, nãy giờ chú không có giờ có quay rồi chụp hình luôn rồi bác nữa đó, giờ đang quay chú. Chào các tổ Hồng Ngạc. Yeah.
đèn nguồn cõi diệt lường tứ khổ chào anh giáo viên giới tử thờ kiên chi khổ sanh giới già hai chữ hoài hoài lên là phải con
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả các đạo tràng. Những lời nói bài A Bỉ Một Bốn Đầu Đầu là lời kêu gọi của Đức Thầy. Con xin Đức Thầy Thanh Thánh vì những năm Thanh Thánh Phật Phật Ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Con thuyền bát nhã sanh miệng ngoài lối khách lòng trong đại đã thần giữa kẻ lâu rồi cớ sao tâm trí còn bừng ngoài muốn lớn tiên được cắn tiên nhất thang dừng thầy yên cho từ đây đến buổi trăm năm bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao gồng cây mà để cho gió lạnh tan qua góc lại lòng người chẳng mà đây bị câu tà sắc đổi thay thôi một mai đến trong nắng kia giới rồi có đường kiềm chân Nam mô A Di Đà Phật. Xin các bạn đồng đạo vừa xong một động giảng chúng ta rồi kính thưa mọi quý vị, để bắt đầu phần thuyết giảng đợt hai, trân trọng kính mời giáo viên Phan Chí Tâm để thuyết đề tài xử thế chức vật. Quý vị chúng ta trong lúc đường câu thì đề tài xử thế chức vật rất là quan trọng trên lúc đường hành đạo của mình. Để thay mặt ban tổ chức mời giáo viên Phan Chí Tâm để đăng đài. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị ca ni chư tổ thân ạ. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương. Kính thưa đồng đạo Trần Thị Phương Kiều là giáo viên Phật giáo Bà Hải trực thuộc Ban Phổ Tiền Giáo Lý Trung ương. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Tú Kiệt là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Bà Hải xã Phú Long huyện Phú Tân tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Phú Tân, cũng như quý vị đồng đạo đến từ tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện cho các tổ của hội chánh đạo, quý nhân thường quân, quý vị nghiên cứu tôn giáo. Kính thưa tụ ông, thưa tụ bà cùng toàn thể quý vị đạo nhân viên thi tập. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 10 niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày 29 tháng 11 năm 2023, chúng tôi cũng như đồng đạo Trần Thị Phương Kiều cũng được sự phân công của ban phổ tiền giáo lý ban trị sự trung ương, hôm nay được trở về nơi làm việc của ban trị sự thị xã Phú Long để cùng nhau chia sẻ qua các phương pháp tu hành thực tế trong đời tu của mọi cá nhân chúng ta. Cái điều này nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, thì vừa qua cũng hơn một giờ đồng hồ, chúng ta đã nghe giáo viên Trần Thị Phương Kiều cũng đã giảng dạy qua cái phần ý nghĩa căn bản, đưa ra những cái lộ trình hành đạo cũng như những cái điều tai hại và hành trạng của tham lam sân hận ni si. Giờ đây đến phần lượt chúng tôi thì theo sự phân công ngày hôm nay được ban tổ chức sắp xếp và chọn cái đề tài, đó là xử thế tiếp Phật. Như vậy thì qua cái đề tài này thì theo tôi nghĩ rất là cần thiết, thực tế mà vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe đồng đạo Tướng Quân Viên cũng đã có đặt cái vấn đề với đời tôi chúng ta. Có lẽ hôm nay mình là người phải giáo cư sĩ, mà nếu giờ này về cái phương diện xử thế mà đồng đạo chúng ta làm không tròn thì có thể nói một câu chúng ta đi không xa và thấy đơn giản, nhưng mà kỳ thật không đơn giản, bởi vì mình còn giao tiếp với xã hội, với nhân sinh, với tôn giáo bạn, giao tiếp với mọi người trong gia đình, rồi bản thân chúng ta mình phải ứng xử như thế nào đối với thầy, đối với đạo, và cái quan trọng là mình đối với mình. Như vậy thì phải chi tôi và quý vị là cái người xuất gia, là một cái người rảnh rỗi, không còn có cha mẹ, không còn anh em, chúng ta lên trên núi cắt tóc tu hành một mình lên mình đến, thì có lẽ là mình không cần bàn đến sự thế tiếp Phật. Nhưng lần này thì mình còn gánh quá nhiều món nợ, mà Đức Thầy dạy là nợ gia đình, đeo bám căn duyên, cơ nguy nghèo, thân thể chung kiên, kẻ lưu lạc, người chờ không mãn. Vì vậy cho nên dầu rằng quý vị những người tại gia độc thân, nhưng mà chúng ta vẫn còn nợ. Chúng ta nợ hàng xóm, nợ anh em, nợ cha, nợ mẹ, nợ đồng bào, nợ đất nước. Cho nên không có lý do gì mà hôm nay tu đạo Phật giáo Hoàn Hảo mà chúng ta tránh cảnh. Vì vậy cho nên vấn đề tránh cảnh, đây là một vấn đề không khả quan trên lộ trình tu hành. Thầy vì tôi nói về này để chi? Để có thể chúng ta kịp thời chấn chỉnh lại những yếu tố nào đó mà hôm nay đồng đạo chúng ta muốn lìa đời, để chúng ta tìm một nơi tịnh lạc một bản thân của mình. Như thế chẳng khác nào đó là chúng ta ích kỷ, tu thân không đạt kết quả. Bởi vì đồng đạo biết rằng đạo Phật là một mối đạo nhập thế,
đạo thầy dạy cũng là một khối đạo nhập thế. Cho nên nếu mà lìa đời thì xin thưa đồng đạo không bao giờ phát triển. Cho nên Đức Lục Tổ cũng vậy, lìa đời tìm đạo Bồ Đề cũng như sừng thỏ không hề thấy đâu. Vì vậy cho nên hôm nay yếu tố căn bản chúng ta sống hành đạo theo lời Đức Thầy dạy, chúng ta là người tại gia cư sĩ nhập thế hành đạo, một đạo Phật tích cực trong cuộc sống. Vì vậy cho nên hôm nay mình tu thì đồng đạo chúng ta phải có được cái sự thay đổi. Quý vị phải quan tâm đến mình một chút, quan tâm đến người thân của mình một chút, quan tâm đến gia đình mình một chút, coi coi có những cái hiệu ứng gì xảy ra trong quá trình chúng ta tu hành hay không. Nếu những hiệu ứng đó mà nó mang đến lợi lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì tốt, chúng ta cần phát huy theo cái hướng tích cực. Còn bằng ngược lại cái hiệu ứng ấy mà nó rơi vào cái chỗ bị người ta phàn nàn quá, bị người ta xa cách mình quá, bị người đời dèm pha quá, bị đồng đạo góp ý quá, thì những cái hiệu ứng tiêu cực ấy chúng ta nên dừng và mình phải có một cái sự thay đổi. Vì vậy cho nên những triết nhân trên xã hội này, tại sao gọi là triết nhân, tại sao gọi là những người vĩ nhân? Bởi vì đây là những người học cao hiểu rộng. Ngoài cái việc học cao hiểu rộng ra thì những vị ấy có một cái cách nhìn siêu thoát, một cách nhìn rộng rãi mà bản thân chúng ta không thể nào có được những cách nhìn ấy. Nhiều khi mình là người bình thường, nhìn của mình nó chỉ vài mét, vài mươi mét, vài trăm mét trong cái cuộc sống của mình. Còn nói với thầy mình, những bậc vĩ nhân thì người ta có một cách nhìn vạn dặm, cách nhìn vô cùng tận. Như vậy cách nhìn ấy từ đâu ra? Thì hoàn toàn do cái sự theo dõi, ứng xử, tu tập nhiều đời, nhiều kiếp, cho nên nó có được những cách nhìn thấu đáo, triệt để ở mọi vấn đề như chúng tôi vừa nói. Như vậy thì qua đó, giờ này hôm nay chúng ta tu là để làm gì? Đầu đầu đặt vấn đề, tôi và vị tu để làm gì? Có phải chúng ta tu để làm cho mình được tốt đẹp hơn lên? Hôm nay chúng ta tu để làm cho mình được tốt đẹp hơn lên, mà trong khi đó chúng ta tu mà đồng đạo chúng ta không tốt đẹp thêm lên, coi như chúng ta tu tập cũng giống như những cái trường hợp đang xem mà đồng đạo Phương Kiều rất là thẳng thắn. Thật sự là tôi rất là cảm nể đồng đạo Phương Kiều với tính tình thẳng thắn. Bởi vì vào ngày giờ này đồng đạo biết rồi, có thể nói thời kỳ này thời kỳ đốc rút, thời kỳ giải nước rút, thời kỳ này mà chúng ta còn mà giải đãi, chúng ta mà còn phải nói rõ là còn nương với nhau, không thẳng thắn với nhau, e là chúng ta tu không kịp. Cho nên quý vị nên cảm ơn đồng đạo Phương Kiều cũng như bản thân chúng tôi cũng vậy, có những cái nó rất là thẳng, nói không sợ buồn, nói không sợ mất lòng. Nhưng mà vì ai? Vì thầy, vì đạo, vì muốn cho chúng ta được tốt đẹp thêm lên. Vì vậy nên hôm nay mình tu là mình muốn được tốt đẹp thêm lên. Mà nếu muốn được tốt đẹp thêm lên thì mình phải khắc kỷ, mình phải nhìn thấy được mình, mình phải trau sửa bản thân mình, mình phải học tập, mình phải có kinh nghiệm, mình phải có một cách ứng xử, có những ý niệm tốt đẹp, thì lúc bây giờ mình mới tốt đẹp thêm lên. Và đồng thời hôm nay mình tu, ngoài mình tốt đẹp thêm lên thì mình còn muốn mọi người đều tốt đẹp giống như mình, giống như Phật. Mình cũng biết cả cõi đời này thành cái cõi thần thiên tại thế, mình biết tất cả mọi người ai cũng là Phật, ai cũng hạnh phúc, ai cũng an vui, ai cũng tịnh lạc. Đó là niềm ước mơ tích cực nhất của đời tu của tất cả chúng ta, cũng như lời Đức Thầy dạy: viết một ngọn, lưỡi này một tấc, đem đạo làm băng rải nơi nơi, mảng trời trong bá tánh thảnh hơi, khắp bốn biển liên dây hoàn hảo. Vì vậy cho nên khi bước vào đạo thì tôi tin tưởng rằng quý vị chúng ta nên hiểu thấu đáo các vấn đề cơ bản đó. Đó là những điều cơ bản cần phải có. Cho nên khi mỗi lần mà mở tứ thơ ra mà
Mà khi mà tôi mở quyển đại học, có hai điều mà tôi rất là quan tâm. Một là về cái vấn đề tu thân, mà Khổng Tử dạy rất rõ là tự thiên tử dĩ ư tứ nhân, nhất giai dĩ vi tu thân chi bổn. Từ thiên tử đến tứ nhân đều lấy sự tu thân làm gốc. Như vậy thì đó là cái để chúng ta làm cho mình được tốt đẹp thêm lên. Mà hôm nay các thầy cũng dạy người ơi thức tỉnh tránh nàng tu thân. Rồi một điều thứ hai nữa mà tôi rất là tâm đắc lời Khổng Tử, đó là nhân tâm. Nhất nhân tâm, hộ nhân tâm. Mà hôm nay các thầy chúng ta cũng dạy rất rõ, thầy dạy rất rõ trong bài Sa Đéc, kính thưa đồng đạo, giờ này mỗi đồng đạo chúng ta cần phải làm cho mình càng ngày càng mới thêm lên. Sách có câu minh đức tôn dân, được vũ trụ quyền sang thiếu. Vì vậy cho nên nhân tâm là ngày mới, nhân tâm mỗi ngày đều phải mới, hữu nhân tâm chúng ta càng làm cho mình càng mới mẻ thêm lên. Như vậy chúng ta phát triển. Còn nếu như ngày giờ này chúng ta tu mà còn cũ hoài, tu mà tánh nào tật đó, tu mà không chịu cao sửa, tu mà vẫn còn ích kỷ, tu mà vẫn còn khó khăn, tu mà không biết thương người, tu mà chúng ta không hài hòa đồng điệu với nhau, thì như vậy là chúng ta tu bằng với người chưa tu, không bao giờ đạt được kết quả. Cho nên hôm nay qua cái chuyên đề này thì chúng mong rằng dù rằng thời gian không dài, có lẽ ở hội trường này đồng đạo đã hiểu mình rồi. Mình sẽ trình bày theo giờ đồng hồ ban tổ chức quy định. Thì bữa nay đồng đạo chúng tôi cho mình trình bày đến 11:15. Đúng 11:15 mình sẽ nghỉ. Và đặc biệt thì theo cái cách nói chuyện của mình ở các cái diễn đàn đó, thì hầu như là cái đề tài mà khoảng 2 giờ đồng hồ đó mới đủ sức cho mình để khai thác các cái tiềm năng và giá trị này. Mà thường mà muốn được 2 giờ đồng hồ đó thì phải là một mình lớn. Cho nên mấy ngày nay là đi làm nhiệm vụ mình đến các bạn, hầu như nhớ tâm làm là 6-7 giờ thức giảng lên cộng mình, ít nhất là cũng phải 1 tiếng 40 phút, 100 phút thằng lên. Bởi vì đó mình mới khai thác hết một vấn đề. Nói mà tôi đặt vấn đề là nó đầu nó mình chúng ta biết bao nhiêu chuyện chúng ta làm. Chỉ cần chúng ta hiểu được những cái điều cơ bản đó thì coi như là chuyện đắc đạo chúng ta là quá dễ dàng. Quý vị ơi, người tín đồ tại gia cư sĩ chúng ta là Bồ Tát hạnh đó đồng đạo. Nếu mà mình là chịu tu theo một cái hệ thống mà thầy dạy chúng ta, chúng ta đắc Bồ Tát tại thế rồi, chứ không cần đến ngày chúng ta bỏ sát rồi. Nhưng mà sẽ bị đạt chưa đạt, đắc chưa đắc là chúng ta làm không nổi, chứ không phải là thầy dạy không tới. Chúng ta đi không có trọn vẹn cái con đường, chúng ta nhìn nhận vấn đề không thấu đáo, cho nên chúng ta vừa làm vừa nghĩ, do đó thì mình mới kẹt ở một nơi. Về vậy cho nên hôm nay qua chuyên đề này chúng tôi chỉ khai thác những cái điều quan trọng thôi. Thứ nhất là chúng ta định nghĩa về khái niệm thế giới Phật. Cái thứ hai, chúng ta trình bày sơ lược về sự thế bản thân, cái nào quan trọng thì tôi nói nhiều. Cái thứ ba là chúng ta trình bày cách sự thế đối với gia đình, đối với xã hội, và đặc biệt là đối với đạo, đối với thầy. Đó là vấn đề các bạn. Chúng ta tu làm sao mà để được thầy khen, để được thầy hỏa dạ thầy nên chúng phải làm như vậy mới đạt được kết quả. Không biết đạo tu làm sao mà anh bạn mình, chị bạn mình khen mình, anh xui bị xui mình khen mình, chú bác mình khen mình, luôn cả con cháu hàng xóm khen mình, là coi như là chúng ta tu cao đó. Chứ không phải là hôm nay mình tu đặng trang cái chục năm đó là cao. Không phải mà tu mà lên diễn đàn nói chuyện mau mau như bạch như là Chí Tâm hay hoặc là Phương Kiệt bạch lên mà cao, không cao đâu. Đây chỉ là giả thôi đồng đạo, là đây chỉ là nó gọi là thế trí địa thông thôi, nói mà không làm thì cũng thấp như thường thôi đồng đạo. Mình phải nhận định gì đó một lúc, chứ không phải lên đây đứng đây mà cao đâu. Đến đây mà làm không xong rồi nó xuống còn mau hơn cái vị ngồi dưới nữa. Đây là tôi nói một cách khách quan để chúng ta hiểu về cái tiến trình tu tập của mỗi con người chúng ta. Quan trọng là cách ăn ở chúng ta. Vì vậy cho nên sự thế tiếp Phật là gì? Sự thế là ăn ở, cư xử. Tiếp Phật là giao tiếp với mọi con người bằng sự vật trong cuộc sống. Cho nên nói đây tôi mới nhớ ca dao Việt Nam. Có một câu, có hai câu mà ca dao Việt Nam dạy rất rõ. Thứ nhất, tu niệm tại gia. Thứ nhì, tu thị. Thứ ba, tu chùa. Đây là ca dao Việt Nam.
Còn anh em đồng đạo chúng ta thường dùng cái phương ngữ là nhất tu thị nhị tu non, thì cái câu này là phương ngữ tự chúng ta bày ra. Chứ thật chất là trong cái nguồn pháp bảo, trong cái nguồn kho báu của thuật ngữ ca dao, thì hôm nay chúng ta là người thứ nhất rồi đó. Thứ nhất là thế nào? Thứ nhất là khó tu nhất, khó ứng xử nhất. Và khi mà chúng ta ứng xử được, tu được, thì chúng ta đạt hạng cao nhất. Đó là thứ nhất. Cho nên hôm nay không phải là dễ đâu. Dù rằng đạo chúng ta là Bồ Tát hạnh, mà giờ này về ăn ở cư xử nó rất là dễ rớt, tu rất dễ tu, mà rớt cũng rất dễ rớt. Cho nên cái gì cũng nhất hết. Tín đồ Phật giáo hòa hảo làm từ thiện là đệ nhất. Tín đồ Phật giáo hòa hảo thuyết trình giáo lý hàng ngày là đệ nhất. Giờ này nếu nói trên mạng xã hội hoặc giả là công tác bộ pháp, chỉ đạo Phật giáo hòa đứng đầu thôi. Đâu có tôn giáo nào mà ngày nào cũng những điểm thuyết giảng liên tục từ các đại sát kiến. Giáo lý Phật giáo hòa hảo là cao thượng nhất, đầy đủ những điều kiện để đưa chúng sanh tới chỗ giải thoát. Nhưng mà trong số đó thì cũng có nhiều cái mà chúng ta tệ nhất so với các vùng giáo khác. Mình phải thấy được điều này. Nếu mà nói về dị đoan mê tín thời cuộc, thiên cơ linh linh nghiện nghiện, chúng ta tệ nhất đúng không ạ? Người ta đâu phải như mình đâu, chẳng hết. Người ta đâu đó là đàng hoàng đi theo một cái khuôn khổ nhất định. Còn đồng đạo chúng ta muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói, bất chấp nhân quả, bất chấp quy đức của thầy, bất chấp uy tín của đạo. Cho nên điều này đồng đạo phải có công nhận của tôi. Cho nên cái gì chúng ta hiểu được thầy. Như vậy thì sự tế tiết Phật giúp cho chúng ta sẽ có một cái cách ăn ở cư xử ngày qua. Và ngoài cái việc giao tiếp giữa con người với nhau, thì chúng ta còn có một sự giao tiếp với sự vật, với sự kiện. Tôi nói về ngày hôm nay là chúng ta ở trong một cái sự kiện và thuyết giảng giáo lý, thì mình cũng phải có một cái sự ứng xử thế nào đó cho nó phù hợp. Tôi nói ví dụ bây giờ thơ mời đồng đạo trưởng ban ra mời 7:30, mà giờ có 8:00, 9:00 mới tới là thấy mình cái tiếng vật mình nó thua rồi. Sự kiện này mình làm không ổn rồi. Vì vậy nên cái từ tiếng vật thì nó thật sự nó rất là rộng, tức là nó bao gồm những cái sự vật sự kiện trong cuộc sống. Cho nên chúng ta sống thế nào đó mà mình phải hiểu được cái vai trò trách nhiệm trọn vẹn của mình. Ngày hôm nay mình đặt để làm cái gì, ứng xử với mọi sự kiện nào đó, thì là chúng ta phải làm trọn vẹn. Rồi ngày mai cũng phải bắt đầu ngày mới, sẽ có một sự việc mới, có nhiều điều thay đổi mới, thì chúng ta phải kịp thời nắm bắt để chúng ta ứng xử. Như vậy thì mới phát triển được đó. Mỗi ngày mỗi khác mà, luôn cả nói đạo cũng vậy. Không biết đạo còn xem những video cách đây 10 mấy năm của con không? Hồi đó nó khác à, bây giờ nó khác, khác dữ lắm rồi, nó không giống đâu. Hoàn toàn luôn cả quý vị cũng vậy. Hồi đó tu ăn chay có 4 ngày mà bây giờ tu ăn chay trường mới được. Đây cũng là vấn đề để ứng xử sự vật đó. Còn mà hồi đó ăn chay 4 ngày là ăn chay cũng y 4 ngày là chúng ta chưa phát triển chưa được. Hồi đó chúng ta làm thì chết, nhưng mà giờ này phải làm nhiều một chút. Hồi đó còn phải gian nghỉ, giờ này là không có nghỉ. Tại sao vậy? Bởi vì già rồi, sắp sửa làm hết được rồi. Thời gian còn chút đỉnh làm, ráng mà làm để mai mốt vào nghĩa địa, vào văn tài sao làm. Hồi đó một năm như vậy làm từ thiện như vậy đó, tính đến trong năm như vậy đó, một tháng nhín nhúc cho ban trị sự, nắm gạo tình thương cho hộ nghèo 2 triệu. Nhưng mà giờ này phải cho nhiều hơn nữa, nếu như kinh tế gia đình chúng ta khó. Thế còn đạo mình phải phát triển từ từ như vậy thì mới đúng với cái cách tiếp vật, giao tiếp với sự vật, giao tiếp sự kiện, thì để lại tôi cũng có thêm một số khái niệm. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta rằng giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu chân trọng. Đức Thầy dạy không có thiếu đồng đạo ơi. Đồng đạo không cần phải thêm lời của ai vào hết. Có thêm đi chăng là chúng ta tìm hiểu nghĩa thôi. Trước như tôi đồng đạo tu kỳ muốn cần thì xem từ điển, xem kinh, xem lời phóng thánh, xem lời các vị thì bỏ đi trước, xem tam giáo để làm sáng là Đức Thầy. Chứ thật sự Đức Thầy dễ quá đủ, không biết chỗ nào không đặt, phải không? Cho nên giờ này mình cố gắng thì để là chúng tôi nói một số khái niệm về cái cách xử thế, về cái khái niệm về sự thế. Như vậy thì hôm nay sự thế đầu tiên là chúng ta có biết mình trước.
bởi mình là một cái nhân vật chủ chốt, mình là con người chủ động cuộc chơi. Mình nói bao năm nãy nơi nay thì là người chủ động cuộc chơi, cho nên bản thân mình không biết được mình, không thấy được mình, thì cuộc chơi này chúng ta sẽ là người chiến bại. Cái mình là một chiến binh thất bại hoàn toàn ở một trận chiến này. Cho nên ông cha chúng ta có một câu là biết mình biết ta, trong trận trong thắng là chỗ này. Vì vậy mình phải hiểu mình, tôi là con người như thế nào để tôi biết tôi. Cái quan trọng mình biết mình trước. Đây còn gọi là tiên sử kỷ hậu lai sử mỹ. Bắt lỗi người phải xét lỗi mình, mà thầy đã giải rõ trong những mấy tâm kệ. Cho nên sự việc cuộc đời này mà mình với mình đó, mà có nhiều cái điều thất bại nghiêng ngã trong cuộc sống là do mình không biết mình. Mình chưa cư sĩ mà có ví dụ hai vợ chồng sống chung với nhau được. Mà nếu ông chồng biết mình trình độ thấp quá, biết mình hiền quá, mọi sự giao tiếp giao cho bà vợ đi, bà học cao hơn mình, bà lanh lợi hơn mình, cho nên mình phải giao cho bà thôi. Như vậy là quá ok rồi, cuộc đời là hạnh phúc rồi, phải không? Rồi là ăn phát triển. Đằng này ông chồng không biết mình, trình độ kém, chậm lụt, mà lúc nào cũng bản ngã nổi cao, trên từ đó mới có những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hôm nay mình là tín đồ, thì đối với mình là cái người còn thấp, chưa học giáo lý nhiều, mình còn ít ăn chay, mình ăn chay kỳ đất cốt lại do điều kiện đang xen gì đó, thì mình có thấy mình yếu, biết mình dở hơn tạo mình. Thì nếu biết được như vậy là cái như mình phát triển, đúng không? Đâu có những cái tư tưởng là chúng ta phải nói là mình ích kỷ, hay hoặc là mình đó là nói đon nói ghen người ta, rồi có những cái sự kiện là phải nói đó không thích người ta, tại người ta hơn mình không thích người ta. Nhưng mà mình phải không tìm cái nguyên do là tại sao mà mình thua người ta. Tôi nói nôm na nói gì đó kỳ mà không nói không được, đã là giáo lý viên trung ương rồi. Hồi đó tụi tôi học chung một trường rồi đó. Hồi đó là tôi và chị Công Kiều chung một trường, tụi tôi học có hai. Khi vào học là hơn 200 học viên, khi ra trường là còn xin biết là 174 học viên. Nhưng mà đâu phải là tụi tôi là người trồng ảnh đâu. Trong giáo lý viên vẫn còn đố kỵ với nhau. Người nào giỏi hơn mình đọc ghét, không thích tà đó. Người nào thuyết giảng nhiều hơn mình, đúng không đó, đó. Mà những người mà có tư tưởng đố kỵ như vậy thì những cái này tự họ giết họ. Tư tưởng họ mà đố kỵ như vậy, làm sao họ hiểu lực thầy sâu, làm sao hành đạo cao mà lấy đầu làm đạo. Vậy nó đâu phải lúc trước công chúng muốn nói gì nói làm đạo, đâu phải ai nói đạo người ta cũng thích nghe đâu làm đạo. Nó hội tụ rất là nhiều yếu tố. Cho nên giờ này tụi tôi làm nhiệm vụ 14 năm, cho nên có thể mình khẳng định được. Vì vậy cho nên về phương diện đối với mình phải biết mình. Cho nên hôm nay để biết mình để chi? Để chúng ta bồi dưỡng cho bản thân mình. Nếu biết mình yếu thì mình phải bồi dưỡng cho mình về sức khỏe. Ăn uống điều độ một chút, tập thể dục điều độ một chút, theo đạo thầy dạy. Cho nên mình biết dạng nào đó giờ ăn uống không điều độ nên bệnh hoài. Mà đức thầy dạy hôm nay là kẻ tu hành ăn uống phải có điều độ. Cái quan trọng là tránh những món ngon xong nấu còn rồi lọc cơ thể ăn vào cho mình. Cho nên đừng có ham khoái khẩu mà hại thân, không được. Khoái khẩu lợi thân thì được, mà khoái khẩu hại thân là không. Cho nên hôm nay mình phải khẳng định lời ông bà mình dạy: ăn để mà sống, mà phải sống để mà ăn. Cái khái niệm này còn đạo nó nằm lòng rồi. Vì vậy nên cái món ngon chữ xong là dính. Món này ngon quá, nhưng ở trong cái món này nó để hèo, hàng the hả? Hàng the. Rồi cái chất tạo mùi, cái chất tạo màu, cái chất bảo quản nhiều quá. Ăn vào nó bị nhiều cái chứng bệnh, bị dị ứng, ăn vào bị ung thư. Thì đừng ăn. Phải không? Mình phải biết được. Mình biết được cái đó đó, nhìn nó phải biết cái đó. Chứ không phải nhìn thấy ngon quá, cậy bệnh như bệnh đi, ăn tí đi. Không được rồi bạn. Cái đó là chuyện ngoài đời. Còn mình là học Phật rồi. Ông Phật dạy mình rất là rõ rõ, rất thầy dạy những cái tôi vừa nói thầy dạy chúng ta đó. Rồi giờ này cũng vậy, mình nghe người ta khuyến cáo tập thể dục hàng ngày. Đài phát thanh của mình, của tỉnh mình là 5 giờ rưỡi là bắt đầu. Hồi đó 5 giờ là bắt đầu phát dục rồi. Nhưng mà sau này hình như là 5 giờ phát thanh của mình, hồi đó là 5 giờ phát thanh phát dục rồi. Vì vậy nên mình là người tu. Mà mấy đồng đạo mình thấy mình yếu rồi, nhất là lớn tuổi rồi, chúng ta cũng phải có hai cái phần thể dục. Nhưng mà đồng đạo biết không, cái thể dục mà bình thường đó chúng tôi đã nói rồi, nhưng mà cái thể dục này là chúng tôi đã đạt kết quả. Không phải
Bởi vì Thầy dạy chúng ta là người trong bổn đạo, nam nữ bất luận, phải đặt phải nhìn thân thể mình cho khỏe mạnh. Yếu tố đặt ra là về mình, Thầy dạy mình thì phải nhìn thân thể khỏe mạnh. Thế nên luyện tập những môn thể dục nào hợp sức khỏe mình muốn. Vì vậy nên cái việc tập thể dục thì Thầy cho biết là cái mình muốn tập môn nào thì tập môn đó. Nói với tôi thích nhất là tập thể dục cái môn lại đứng. Vì vậy mà mỗi buổi sáng như vậy, mỗi buổi chiều làm đạo mà cúng mà lại đứng, mà làm đạo nhớ nghe, cái này mình nói nhiều lần rồi, cái động tác mà chúng ta lại đó thật là chậm. Tôi còn nhớ có nhiều làm đạo đi chung với Thầy ngày xưa, mình nói ví dụ giờ một cái thời cúng bình thường mình cúng 10 phút, nhưng mà Thầy cúng là 20 phút rồi đó. Luôn cả cái buổi mà cầu nguyện tại đó tan nhỏ không hiểu cũng vậy. Ở buồng của mình mà có nhiều người giữ nè, cho nên nhiều người kể lại đó, thay vì mình mà cầu nguyện rồi chết mình đã cúng vài phút đúng không, ba thời gian chúng ta cúng rồi độ gì khoảng chừng 10 phút không đạt, đạo đạt đủ không, không được 10 phút nữa, không được 1 phút, mà Thầy cúng như vậy là gần 1 tiếng đồng hồ, rất là chậm. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ là chúng ta cúng đó, một mặt là chúng ta giữ tập, mặt khác là chúng ta giữ luôn cả cái giữ cái phòng của chúng ta. Cho nên hôm nay cúng lại chúng ta thực hiện cái động tác của nó chậm, niệm nguyện nó cũng chậm, mình mà đứng mà chắp tay vào ngực đó, đó là tập thể dục đó à, không phải là không nghe. Khi mà chúng ta đứng thẳng nha, cái hình cái chân chữ V đó góc 45 độ mà chắp tay mình đứng mà lâu đó, với một cái động tác đứng lâu đó cũng tập thể dục đó à, không đứng lâu đọc bài nguyện cho kỹ, lại cái gì đó, lại từ trên xuống dưới chậm chậm nên lại đứng. Bởi Thầy dạy lại đứng hay lại quỳ tùy theo sức khỏe của cái mạnh. Rồi khi sát cũng vậy, nhớ là sát từ từ. Đồng đạo nhớ không, mình có nguyện đây nè, đồng đạo mà nhắc vô sau á con người sẽ bỏ máy. Mình khi mà cúng nhắc cái này, mình nhắc hơi chút nè ha, là nó sẽ nó kích thích cái miệng cái này. Mình nhớ là gì, cho nên đừng có nhắc sát hơi, nhắc gì nhẹ xuống thôi, rồi gì nhẹ thôi. Chúng ta niệm Phật tự tự, đó chúng ta phải dồn đạo. Cái động tác chúng ta mà đi chậm chậm vậy nè, nó giúp cho máu huyết lưu thông trong đó. Tôi nói đây là rất là khoa học, thấy không nào? Rồi nếu được nữa là sau khi cúng đạo ngồi niệm Phật, ngồi bám già thẳng lưng niệm Phật 15 phút thôi, mồ hôi tót là ước bệnh rồi. Mà nếu được đó nghe, bây giờ nó khác rồi. Hồi đó tôi nhớ là tôi niệm Phật đâu có xài mặt vô. Tôi nhớ khoảng 15 năm về trước, tôi niệm Phật suốt rồi nè, tôi không xài mặt vô đâu. Mà luôn giờ này cũng vậy đó. Ba cái điều kiện nhất của tôi: một là không ngủ máy điều hòa, hai là không ngủ mặt gió, ba là không ngủ điện. Cho nên là tôi đi đâu mà làm đạo mà cho tôi vô phòng ngủ điều hòa lúc sáng đêm cũng không được. Tôi thích nhất là ngủ ở ngoài trời á, ở ngoài những cái trống ngoài trời. Cho nên dầu cái mùa nực cả nào nghe mà bắt quạt cũng không được, quen rồi. Mồ hôi nó ra một lát tự nhiên tôi để điều hòa hả. Cho nên là cái tóc của mình nó đơn giản lắm là nào à. Chứ không phải dù rằng tôi đi xe bút bắt thì khi đi vào xe thì xài máy điều hòa, đó là quá trình đi. Còn mà về nhà là ngủ là không ngủ máy điều hòa. Cho nên cái này nếu mà đồng đạo mà được mà ngồi niệm Phật, ở đây không phải là dễ đâu, phải tập mới được. Đồng đạo mà ngồi niệm Phật mà đừng có quạt gió, mà không quạt gió thì mũi nó cắn. Cho nên ngồi trong mùng, hồi đó ngồi trong mùng, ngồi trong mùng đừng có quạt. Đồng đạo ngồi tỉnh tọa bán già thẳng lưng nha. Đồng đạo niệm Phật khoảng 15 phút thôi, mồ hôi trên này tuôn xuống nè, nó nhiều nhất là ở cái óc nè, chạy dài cái đường sống, chạy ướt cái quần luôn. Bữa nào mà trong mình an an đó, ngồi niệm Phật khoảng 15 phút, 20 phút là nó khỏe re rồi. Nhưng bây giờ đồng đạo chúng ta quen quạt gió rồi, cho nên có quạt gió là nó không có được như yêu cầu đặt ra. Bởi vì cái này là mình đã kinh nghiệm rồi đồng đạo, cho nên cái gì cũng có quen rồi nhé. Cũng đến rồi, ngày xưa con nít đâu có quạt gió, mà giờ này con nít mà không bắt cái quạt gió ngủ không được, tại vì mình tập nó rồi. Ngày xưa con nít nằm cái chõng tre đưa qua đưa lại, cha mẹ thì ca những cái bài ca ngày xưa là đâu biết tàu hơn, mà giờ này con nít nó ngủ là phải bắt nhạc, bắt YouTube, là bắt là cái gì con mực nó nghe ngủ mới được, mà tại mình tập nó. Thì con người chúng ta cũng vậy rồi đó. Hồi đó cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta đâu có đâu,
Nhưng mà giờ này mở lớn lên, chúng ta bật điểm là danh. Cho nên Đức Thầy mới dạy là đời vật chất văn minh chiều chuộng. Nó chiều mình, nó chuộng mình. Cái lúc bây giờ mình theo nó luôn rồi đó. Vì vậy cho nên ở đây vấn đề này chúng ta nó rõ thôi. Theo tôi đó, tập thể dục đó là đạo tập được gì là ngon lành. Còn nếu đồng đạo có điều kiện đi bộ cũng tốt. Chân bước đi, tâm niệm Phật nha. Đi bộ niệm Phật rất là hay đồng đạo à. Có lúc mình đi bộ đó, đừng có nhìn qua nhìn lại, nhìn ngay trước kìa nè, đánh tránh xe, tâm thì niệm Phật. Đi một bước niệm con Phật. Ai mà làm gì được nhiều mình nó không có sợ nữa. Mình phải tính mọi động tác của mình cũng vậy. Thường sáng tôi thức dậy tôi cũng xong tôi vẫy tay khoảng 15 phút thì lúc đó tôi đang niệm Phật đó. Vừa ra tôi đang niệm Pháp. Bữa nay thấy cái bài này đến đây nói cái gì đây? Sáng ông ngôn là chút nhắm nhắm trong đầu đó. Coi nói làm sao đây? Thì ông ngôn chỉ nói gì ra đầu đó xong đó. Cho nên hôm nay những cái này là mình chia sẻ cái căn bản nói vậy thôi. Rồi cái điều tối cần hơn nữa là bản thân chúng ta muốn ăn ở tôi sẽ được tốt thì bản thân chúng ta phải có một cái nỗ lực bên trong, tức là cái chất thể bên trong phải tốt. Một con người mà tốt đẹp đâu phải là bình thường đâu nè. Một con người tốt đẹp là phải cái chất liệu bên trong đó phải là tốt. Cho nên như hôm nay chúng ta muốn tốt đẹp thì bản thân chúng ta học hỏi. Mình không học là mình dốt, không học là không biết, đó là điều đương nhiên thôi nè. Vì vậy cho nên về bản thân chúng ta học hỏi. Nếu mình không biết chữ, căn bản là học kiểu quốc ngữ như thầy dạy. Học kiểu ngữ để làm chi vậy? Học kiểu ngữ để học giảng thầy. Học kiểu ngữ để nghiên cứu lời của thầy. Bởi vì thầy dạy văn và học kiểu quốc ngữ. Mà giờ này tôi không biết chữ, trình độ thấp quá, kẹt rồi đọc cũng một câu dạng đó. Mà cái người trình độ tiểu học thì hiểu ở mức độ khác, mà cái người đại học sẽ hiểu về cái phương hướng tích cực nhiều hơn để người ta tu sáng là thầy hơn. Cho nên đương nhiên cái trình độ nó sẽ thể hiện được cái đẳng cấp của con người chúng ta trong cách ăn ở cư xử hàng ngày. Chỉ cần nói chuyện vài câu với ông này là trình độ làm sao rồi, chỉ cần cầm một phấn vẽ chữ trên bảng biết là trình độ ra làm sao rồi, chỉ cần vẽ tin nhắn gửi cho người kia biết ông này trình độ ra làm sao rồi, phải không nào? Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là đơn giản, không đơn giản chúng ta nghĩ đâu. Nhưng là ngay giờ này mạng xã hội rất là quan trọng, mình phải cẩn thận đồng đạo à. Vì vậy nên tôi có khẳng định rằng cái trình độ nó sẽ thể hiện một đẳng cấp con người chúng ta ở xã hội ngày giờ này. Rồi giờ này một cái người mà hiểu đạo, hiểu giáo lý, người này nói chuyện khác, ăn ở khác, cư xử khác. Còn một người mà không dùng câu giảng thầy thì người này nói chuyện khác, ăn ở khác, cư xử khác. Điều này đồng đạo mới công nhận với tôi chứ. Phải là mình mà thuộc được giảng thầy rồi đồng đạo, tốt lắm, tốt lắm đồng đạo à. Bởi vì chúng ta có thần công hộ thể, muốn nói cái gì, muốn làm gì nhớ thầy không cho, thầy cấm sao dám làm. Mà nếu không nhớ là làm liền đó. Phải không đồng đạo? Không nhớ là làm liền, không biết làm liền mà chúng ta biết là sẽ có một cái điểm dừng. Vì vậy cho nên bản thân chúng ta học hỏi, học hỏi từ cái kinh nghiệm, học hỏi từ kinh sách, học hỏi từ người đi trước, học hỏi từ đồng đạo chúng ta. Và cái quan trọng là giảng thầy là cơ bản nhất, chúng ta phải nắm vững cái này mới được. Một người tu mà nếu như những điều căn bản trong tôn chỉ nói riêng, trong sáu quyển nói chung mà rộng nữa là toàn bộ giảng thầy, thì đồng đạo chúng ta tu không phát triển đồng đạo. Bởi vì lời thầy rất là xíu, nhiều khi rất thầy dạy câu này ở đây nhưng mà thầy giải nghĩa câu làm sao á. Cho nên đồng đạo chỉ cần thẩm thấu, không cần là thuộc lòng, chỉ cần học hết quyển sách thầy, đọc đi đọc lại, thì đọc từng trang đọc hết đi, đọc hết đi. Cái này tôi nói nhiều lần là đọc hết đi, là tự nhiên đọc phát sáng à. À hiểu rồi, mấy năm nay không hiểu, không biết câu này dạy sao mà giờ học hết rồi hiểu rồi, thì tự mình nói mình hiểu thì bao nhiêu đó là cơ bản trong cái về sinh học. Rồi bản thân mình khi mình sinh ra thì mình phải lao động để nuôi cuộc sống. Vì vậy nên cách làm ăn nó sẽ thể hiện một cách hết sức là phải nói rõ là quan trọng trong cái định nghiệp và cái phước đức của mình, cũng đồng thời là người tu. Nhưng mà người tu mà làm ăn chân chánh thì người tu này gọi là phước chồng phước, thấy không? Bởi vì mình tu mà làm ăn chân chánh không có tạo nghiệp thì đương nhiên bản thân mình tu là có phước rồi, mà việc làm của mình
cái việc chân chánh. Đồng tiền mình tạo ra mình làm phước đó, phước nhiều dữ lắm. Còn những cái trường hợp mà chúng ta làm ăn không chân chánh, chúng ta tu cũng có phước nữa, nhưng mà chúng ta bị âm thay vì là dương. Nhưng mà giờ này chúng ta bị âm. Tôi nói ví dụ bây giờ đồng tiền mà chúng ta làm ăn không chân chánh, mình bố thí 10 triệu đồng cũng có phước nữa, nhưng mà phước nó nhỏ lắm. Còn cái đồng tiền mà chân chánh, chỉ cần chúng ta làm từ thiện 10.000 thôi, phước nhiều hơn 10 triệu đồng đồng nào. Đây là theo cái hiểu của mình đó nha. Bởi vì thật sự đồng tiền chân chánh thì của mình mà, không lừa gạt người ta mà, chánh nghiệp mà. Làm ăn chân chánh thì đương nhiên là phước nhiều rồi. Còn đồng tiền là tà nghiệp mà, mình lừa gạt người ta, mình hại người ta, mình chiếm đoạt người ta, từ sức khỏe đến công lao động để làm về làm của mình, xong rồi làm từ thiện cũng có phước nữa, mà ít lắm. Thế nó không phước là không chịu đâu, nó có làm là có phước nào. Nhưng mà cái tính chất, cái bản chất ở bên trong đó, thì nó nhiều hết. Cũng có người làm phước người ta bình an vô sự, cũng có người làm phước mà sao lận đận lao đao, là cái chỗ này nè, cái chỗ mà chúng ta vừa phân tích đồng đạo. Vì vậy nó đồng đạo mình giờ này hiểu được việc này rồi, thì chúng ta phải vâng theo lời thầy dạy trong một bát chánh. Cách làm ăn phải y như một bát chánh ta dạy, bỏ những sự bất chánh lường cân cáo đấu buôn lậu bán thuốc phiện buôn rượu đầu cơ cho vai gắt cổ. Cái thầy còn chánh nữa, nhiều chánh lắm, tức là còn nhiều nữa. Có nghĩa là tóm lại là bản thân mình khi làm cái gì lợi mình, lợi người, lợi cho quần xanh, chúng ta làm. Còn mình làm cái điều này mình ham tiền ham lợi nhuận, lợi mình mà hại người, chúng ta không làm. Tại sao không làm? Bởi vì hôm nay chúng ta có tiền chúng ta xài hết, phải không? Có tiền xài hết, mua sắm phung phí nó hết, nhưng mà cái tội nó còn bí thân. Khi mà mình vì tiền hại người, tiền nó xài hết, chẳng những mình xài mà cả nhà mình xài, chồng mình xài, con mình xài, nhưng mà tội mình lên thì chịu. Rồi tao nhớ điều này là tội mình lên chịu, tại mình làm hả? Nhân quả. Còn hết hại cái người ta xài tiền của mình đó, họ cũng chịu đó, họ cũng chịu đó. Đi cầu hậu cần nhà bếp của ban chị sĩ xã Long Phú đổ bánh xèo không quý vị. Chào mấy cô. Đây bánh xèo quý vị. Chào tổ hậu cần. Qua cầu quý vị. Đứng im con chụp cái coi. Đứng im. Nhiều bữa thiệt giả có bánh xèo dùng nè nghe quý vị ơi. Vậy là vô không? Chú ơi, cho hỏi tổ bánh xèo mình ở đâu vậy chú ơi? Đang hỏi bánh xèo chú giới thiệu qua bánh tiêu. Đại cơm đại bánh xèo luôn, làm từ thiện nhiều mặt lắm. Đó là do cái nhãn nói về An Giang, nói sáo nhãn là sẽ hiểu nhiều lắm, bà con hiểu sáo nhãn. Mình đãi các cuộc lễ của về tổ thầy của mình hả chú? Dạ, các cuộc lễ của bên Phật giáo Hòa Hảo. Công giáo Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Vấn đề đãi thì nói chung là không phải một vùng miền nào, ở nơi đâu có địa cầu đến đãi. Dạ. Còn những cái lễ chánh là bổn phận trách nhiệm đến rồi, nó không có nhờ cầu. Ủa bữa lại Đức Phụng Sư chú có vô trọng đãi không mà không thấy vậy? Không, cái đại đoàn tôi với khách đến đây có cái này là đoàn tăng đi chơi bánh tráng bò. Có vô trọng đãi bữa bên trên chùa Đức Phụng Sư con thấy cái phái đoàn đổ bánh xèo ghi chứ không phải đoàn này à. Nhưng mà nói bánh xèo đợt rồi của Đức Phụng Sư nó nhiều đoàn lắm.
mà bánh xèo An Giang được đây, tôi tỉnh An Giang không là bảy tổ nữa, bánh xèo là bảy tổ xèo. Chợ mới có ăn uống có ở đây là này là của Tân Châu, rồi mỗi Tân Châu không cũng hai ba cái tổ bánh xèo. Dạ. Ăn uống tỉnh cũng vậy đó, nếu tính chung của An Giang nó tới 7-8 tổ bánh xèo. Nhưng mà tiếng tâm là sáo nhãn có ra nhiều hơn, tiếng tâm sáo nhãn có nhiều hơn. Nào sáo nhãn là cơm, là nước, là biển mọi mặt, là cái đề thuốc nam, thuốc đồ là miền Tây, đồ là miền Trung, sáo nhãn luôn hết trơn. Sáo nhãn là nó bao trùm nhiều lắm. Dạ, ở Bình Long, Châu Phú ở dưới á. Dạ. Dạ, sáng cây dương đó, giáp với Bình Thủy luôn, dành Bình Thủy. À không, à, bên cầu cây dương bên đây là Bình Long, qua cầu bên kia là Bình Mỹ rồi mới xuống Bình Thủy. À, mình qua bên Bình Mỹ chứ không phải Bình Thủy. Dạ. Bình Mỹ nó nằm bên đình bên ngay đường, còn Bình Thủy là còn qua cầu. Dạ. Cao ăn bánh xèo đâu quý vị ơi. Nói lên các ban trị sự nào có thiết giảng, quý vị yêu cầu liên hệ sáu giảng. Và sáu giảng mai mốt ta đổ bánh xèo liên hệ trước. Thời gian mà mấy 20 ngày vậy đó. Chỗ nào xã nào thiết giảng đó. Vậy là alo cho chú đúng không? Dạ alo, alo lên sáu giảng. Vậy chú cho số điện thoại đi, đàn con đi cùng quảng cáo cho. Tại cừ ngày nào con cũng đi các ban trị sự cùng giới thiệu cho. Ba ơi, ngày nào con cũng đi ban trị sự hết trơn nè, cái gì con cơ cáo. Ngày mai con đi ban trị sự Tân An. Dạ. Biết cho là cho số điện thoại sáu nhã. Con liên hệ với sáu nhã mới được. Ai ai tổ trưởng, ai tổ trưởng. Chị có số 6 không? Ờ cho số 6 á. Dạ chị cho bấm đi. Bấm đi, bấm cho số 6 á. Bánh này khỏi quay ta. Quay ta. Bao nhiêu được rồi? Cho ra cho đi. Ở đâu thì có không? Dạ con bên Dùm Sáng Cây Dương á bển. Dạ. À lấy giấy viết ghi, có giấy viết không ghi giùm con đi. Bánh xèo quá ngon quý vị ơi. Nó lạ hả? Thôi các bà chân trọng vì anh thần đạo học thân vô hình. Đọc thân các bà rất là chân trọng luôn, trả lời những vị mà học thân ở mình khi ổng ra đi mà ai có thể tạo lại cái mà chúng ta là cái bởi vì về cái phương diện tương tự chúng ta có thể là nói cỡ bà chúng ta biết rõ luôn nhớ cho ai biết rồi là tôi nói nội mà cái bài bác nhẫn người ta giữ bác nhẫn. Còn mình giữ có bảy cái nhẫn, bởi những quà của môn duy đâu có giữ đâu. Rồi tam can cũng để, người ta giữ tam can, mình giữ có vị can. Bởi cái can mà tu bổ nó giữ. Dự buổi thuyết giảng có bánh xèo dùng ra quý vị ơi, quá ngon quý vị. Có bảy nhỏ, 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 có bảy nhỏ
thời giờ này khi mà chúng ta lớn nữa, trong tiệm phần đây là nhẹ như bánh xèo là cái gì mà giờ này thì khi mình đẹp nhưng mà chúng ta nhớ là mình quán thuốc dạy dỗ nhắc nhở một cách hết đã bánh xe thì mới phải được dùng quảng cáo chứ. Xã hội đã khác rồi chứ còn mà. Cho nên giờ này đối với vấn đề này chúng ta phải tự nhiên mình tôn trọng con đồng nhỏ nhẹ đó. Nó như là giờ nó lỗi lầm ta nào, nó lỗi lầm là chúng ta chúng ta về để ta bỏ ra lại thôi nhờ có thể là nó lỗi lầm không thôi. Khi mà giờ này có con đồng nhỏ nhẹ thì nó cách đây đã 84 năm mà cái thời đại còn đã ngày càng dữ dội, cái thời đó cái thời buổi đó cái gì cũng làm gì có cái gì mà 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 làm gì giáo xèo, giáo xèo đây đây, không đây là chọn đầu đây, ra đây làm gì nữa, ta quay bánh xèo cũng đi theo quay nữa hay gì? Nhưng bánh xèo quý vị ơi. Rồi lớn hơn nữa khi chúng ta có bà và khi đặc biệt thì mỗi lần nào chúng ta mình vươn dạ, nhưng con tay đúng không? Nhưng mà cái gì cũng nếu mình yêu mình thương các bạn thì mình không được. Nếu mà giờ này mình thương mình thương là có gì mai mốt cái quả đến ngày cuối cùng không tin lời Phật nữa. Nào thì chúng ta quay trở lại để giờ đã về những phước tử mà chúng ta cùng khi sẽ cho tay nhưng mà đạo nên lưu ý là con lắm ra mà nó nghe chị ba hiểu giá không chị ba nhưng chúng ta đây thì nó đòi nợ một cái nợ cho nên giờ này chúng ta nên lưu ý là đây là chúng ta cố gắng đây câu trọng nhân bánh xèo thì đó là những cái vấn đề chúng tôi mà đồng thời quan cái bởi vì các bạn mình còn có hỏi còn mẫu còn được còn đi mà thầy dạy là mẫu tâm rồi ngoại khổ giới tâm gì thiên kính đường ăn gì kẻ đi một chỗ lại cái thôi. Chưa thời gian là quan trọng là chúng ta phải quy phục và đến cái đó là lời xã hội. Xã hội là gì? Xã hội là gì? Xã hội là gì? Cho nó được có cho nên nếu người xã hội chúng ta có thể không thể nào chúng ta ở người giàu nào từ phụ đến cha nuôi giàu nào là khổ khổ tương tiền giàu là nước tôn tư chúng ta ở dưới
Thợ vừa khéo quá mà nó đăng lên cho tao thấy tao mời rồi. Trong tổ mình ai cũng khéo, ai cũng giỏi cả. Đây là điều căn bản nhất mà chúng ta phải hiểu. Về vấn đề hòa đạo này, có nhiều cái điều lắm thế, mà cái đường của chúng ta mới có nhiều. Đó là làm số, tình là nghĩa số, là một cái quan hát ngàn lời của chúng ta. Đó là một cái đó là một cái đó là chúng ta đã có thể qua ngon nhất trong ngày để áp dụng cho mình. Cho nên hôm nay mình làm được, mà cần làm để sớm chúng ta cũng thử còn kém lắm. Ông thắng thì lại bước xa. Lúc này chúng ta có làm sẵn rồi mình đang nói mình thắng đi. Vừa được thì mình đang sẵn rồi mình ăn hết. Còn lúc ra đường, chúng ta có thể dầu khó khéo này. Hay là không có đi đến mà không có đó. Ba cũng hay nhớ tụi nó là về cái này là cái tay nè. Bởi vì cái này mà cái bên kia á, cứ có bắt mạng chẳng không? Dạ có chứ. Mà để là cái này có. Dạ chứ. Không phải bắt mạng chứ. Bàn xong 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 hết trơn chờ cái cái đây đã có một cái một mớ này bây giờ chờ cái cái đồ đó để ra chuẩn bị xong là bắt đầu chuẩn bị ra giao lộ đi để nước tương với bánh xèo gì với leo còn giống nữa không vậy? Ở nhà bếp của cô quý vị thì mình cũng đã biết làm được cái gì là dạ con bên giám sát cây dương bến đó con. Dạ. Còn giờ này mình ở trong cái khối này có 100 hộ, 100 nhân khẩu mà lúc này mình chỉ có 5 người rồi ghét mà chúng ta không có người nên nó phải sớm để tùy lên chúng tôi phải mình trì không phải phải mình trì. Chúng ta nên nhìn mình như nó cái hỏi đầu đừng có nhìn cái nhà yếu đó lắm cái nhà tại mình ăn ở làm sao ăn chị ra ở làm sao mà ba lấy được chị cứ nói người ta dạng nói sớm thì có buôn mặn gì đâu nó khó khăn gì vậy đó ích kỷ gì đó như ai ngờ làm ba của hoàng mà ta ngỡ là mình có hoàng được tẩy nó có những cái trường hợp đó xảy ra cho nên hôm nay về vấn đề ở xã hội này cái yếu tố mà chúng tôi nói đây là tình làng nghĩa xóm nó gắn chặt bao đời trong cái nét văn hóa của người Việt chúng ta mà đồng thời hôm nay đến lời Đức Thầy chúng ta còn gần hơn nữa đồng đạo đến lời Đức Thầy còn gần hơn nữa đồng đạo gần làng sao Đức Thầy dạy là làng gần tiếng những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột làng với nhau cho nên hôm nay đối với tình làng nghĩa xóm này ngoài nghĩa xóm này ngoài cái việc chúng ta ứng xử vui vẻ, tay bắt, mặt mừng, khiêm tốn, nhã nhận, lịch sự. Bên cạnh đó, chúng ta còn hỗ trợ, giúp đỡ. Đó mới là tình làng nghĩa xóm. Thấy người ta nghèo, hoàn cảnh cơ nhở, người ta thiếu cái gì, mình cho cái đó. Người ta thiếu gạo, mình cho gạo. Người ta thiếu tiền, mình cho tiền. Người ta thiếu nhà, thì mình cho nhà. Có anh nào hỏi vui tôi, hỏi vui vui tôi, người ta thiếu vợ, mình có cho vợ không? Tôi nhớ đấy, cái ngày trước
tỏ tôi cứng họng không, không trả lời được. Tôi nói con nghe chứ tâm nó chỉ đàng qua qua kia nè, nói con này nè, cái số ông đạo kêu lại chứ tâm hồi nãy người nói người ta thiếu tiền cho tiền, thiếu nhà cho nhà, thiếu gạo cho gạo, người ta thiếu vợ cho vợ thì không, tôi chỉ nói được người thật tươi thôi. Cho nên quý vị thấy không, tương đối thôi, nói vậy tương đối không tiện nói được, mà hoặc giả người ta thiếu vàng mình cho vàng được không? Nhất là đây có mấy người chủ tiệm vàng nè, quý vị có dám hy sinh gọi là bố thí bất được ý không? Cho nên cái gì ở tương đối làm đó, dùng luôn vui vui để đỡ buồn ngủ thôi, làm đó đỡ buồn ngủ chưa thôi. Cho nên hôm nay đấy là những cái chỉ cần là chúng ta phải nói gọn là mình làm sao đó mà thể hiện một cái con người tu, con người có một cái lòng hà hải. Đồng đạo nhớ kỹ nha, khi mà đồng đạo nắm tay chặt lại đó, đồng đạo nhớ kỹ, khi mà nắm tay chặt lại đó, cái không khí đồng đạo nắm cũng không được nữa. Đừng có nói là nắm tiền, nắm vàng, nắm của, nắm cải. Khi đồng đạo nắm tay chặt là không khí đồng đạo nắm không được đó. Mà khi đồng đạo mà mở tay rồi đồng đạo hốt hết trơn gom gì mình, đúng không? Khi mà chúng ta mở tay là chúng ta gom hết trơn trở về mình. Cho nên thường đó là chúng ta bị tỷ lệ ở chỗ này, mình nghĩ mình nắm tay mình lấy không, nhưng không ngờ mình nắm chừng nào mình càng mất chừng đó. Chi bằng mình mở rộng cái lòng của mình ra đối với hàng xóm mình, đối với xã hội này, thì chúng ta sẽ thu nhập được tất cả. Khi chúng ta mà giang tay ra chúng ta bố phớ, mà chúng ta nắm tay lại là quý vị thấy rằng một cái không khí chúng ta nắm được. Chứ đừng có nói như một cái vật gì đâu, đây là một cái quy luật thường nhiên trong cuộc sống thôi. Những cái quy luật đơn giản này nhiều khi anh em còn đã chúng ta lâu nhắc lại thấy nó vui, nhưng mà suy gẫm nó là như vậy. Và đồng thời bên cái tình làng nghĩa xóm ha, thì bên cạnh đó chúng ta còn ứng xử với con giáo bạn của mình, ứng xử với chùa chiền, ứng xử với các nhà sư. Như vậy thì đây là chúng ta bàn về các ứng xử. Cho nên mọi điều Đức Thầy dạy hết quý vị à, đối với tôn giáo bạn, thì Đức Thầy dạy chúng ta rằng không nên đụng chạm đến các bức tu hành của các tôn giáo bạn. Nhất là không bị đông hiếp đáp hay nói xấu người ta. Nếu họ có làm dữ với mình thì mình cũng chẳng được phép vì sự dữ của họ mà trả thù. Phải luôn luôn làm lành với họ, mình phải hoài hoài làm phải những cái dầu họ có làm quấy mình cũng mày chè nó. Đúng là vậy, con Phật đó ơi, cái đoạn giảng này mấy người làm được đồng đó, mấy người làm được. Cho nên chúng ta thấy không, hồi đó thấy mình dở không đó, tôi là tôi dở rồi, nó là tôi dở rồi, giả tôi thầy con làm không nổi thầy ơi. Thầy dạy khó quá, khó thật sự là khó. Cho nên mình có nói rất rõ là do là tại gian tu sĩ đó mà. Nhưng mà về cái phương châm hành đạo này bạn thấy không, hôm nay mà chúng ta đến với tôn giáo bạn mình đó, mà mình có cái sự hơi cao ngạo, hơi ỷ thị là coi như là chúng ta vua rồi. Tôn giáo bạn mình sẽ có cách sinh hoạt cho tôn giáo bạn của mình theo một giáo lý riêng. Mình không thể nào buộc tôn giáo bạn của mình sinh hoạt giống như mình được. Mình phải tôn trọng mọi cái sự kiện sinh hoạt của tôn giáo bạn của mình. Đó là nét đặc thù của mỗi tôn giáo, mỗi giáo lý. Yếu tố quan trọng về sự thế chúng ta nên thương đi, chúng ta đừng có bắt gọi không phải. Cái người không đạo, người không tu, thầy còn dạy chúng ta thương mà đọc đâu đâu báo tánh của con lành. Thầy dạy cái điều pháp chúng sanh. Còn nếu như ngày giờ này đồng đạo chúng ta có một cái tư tưởng gì đó để phân biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo khác thì coi như là chúng ta thất bại. Cho nên thật sự là hàng ngày mình đối xử gặp rất nhiều quý vị các tôn giáo khác, nhất là các vị ấy đó muốn tu cái đạo mình, điện lại nhắn tin hoặc gặp trực tiếp hỏi mình. Giống như cái ngày 14 rồi, khi mà tôi về tại thị trấn của Mỹ trước răng và tự thuyết giảng, sau khi buổi giảng có xong thì bước xuống dưới thì đồng đạo thấy lúc giờ có rất là nhiều đồng đạo đến để hỏi thăm sức khỏe, xin số điện thoại để bắt tay. Thì trong đó ở đây cũng có vài người dự ngày hôm đó, thì tôi nhớ hoài hai vợ chồng vị này, khi tôi còn chú nhưng mà tuổi tôi thì nhỏ hơn, tới con gọi anh em được rồi hiền đó, chú ơi chú, tôi hồi đó giờ tôi theo đạo tin giáo mà giờ này tôi nghe chú thuyết giảng tôi quá thích Phật giáo mà hảo rồi, nhắm tu mà Phật giáo hảo được hay không?
Tôi nói anh à, bây giờ anh là đạo Công giáo mà phải về nghe cái Công giáo của mình. Anh phải xưng với những người, ví dụ như ông cha ở nhà thờ chẳng hạn, hoặc là linh mục mục sư chẳng hạn, xưng đi, giờ này con xin thôi đạo, rồi sau đó đã tu rồi giáo bảo, thì đấy là cái sự hướng dẫn của mình rất là rõ rồi. Bởi vì cái gì nó cũng có cái hay cả, tôn giáo nào cũng tốt cả, mà đâu à. Sở dĩ mà có những cái điểm đen, có những cái điều tiêu cực xảy ra, đó là do cá nhân tôn giáo đó thôi. Cho nên tôi rất là tâm đắc lời của ông ba trong chương Phổ Kỳ Văn: sách nào dạy việc làm hung, khuyên người thượng hạ, làm hung sách nào, có nghĩa là sách nào cũng dạy điều lành hết. Còn sở dĩ mình làm sai, mình không làm lành là cá nhân, chứ không phải là tôn giáo. Cho nên hôm nay bản thân chúng ta là người của tôn giáo, người tín ngưỡng, thì các bài dạy chúng ta đây là mình phải tôn trọng cái sự tu hành của các tôn giáo khác, của các tín ngưỡng khác, của các con chiên khác, của các tín đồ của các tôn giáo khác trên thế giới này nói chung, trong đất nước Việt Nam nó đi kinh đồng đạo. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta ứng xử với chùa chiền. Như vậy thì giờ này đồng đạo mới nhớ nè, hôm nay đối với chùa chiền thì Đức Thầy cho phép, cái nào Thầy cho phép chúng ta làm, cái nào Thầy không cho phép chúng ta không làm. Vì vậy cho nên đối với chùa chiền, Đức Thầy cho phép chúng ta đi chùa lễ Phật trong những ngày rằm môn lễ vía. Chẳng vậy mà Đức Thầy còn cho phép chúng ta là dân qua lễ Phật. Nếu chùa nào nghèo hư đất, chúng ta được quyền quyên góp sửa chữa. Có điều khi đến chùa phải tôn trọng sự thờ phượng trong chùa, và Đức Thầy không cho chúng ta quyên góp để tạo chùa, để tạo tượng con. Như vậy cái điều nên mà Thầy dạy đây là tất cả chúng ta được quyền đi chùa, nhưng cái tỷ lệ đi chùa phải ít hơn đi ban trị sự. Bởi vì mình là tín đồ Công giáo mà hảo, mình có ban trị sự sinh hoạt, mà đằng này mình là tín đồ, nói tôi đó là tín đồ Công giáo hảo của phường, của cái xã Phú Long này, lần nào cũng đi chùa hết trơn. Một tháng đi chùa là 5 lần 4 lần 2 lần, một năm đi chùa 20 lần, còn ban trị sự năm tới có 1 lần 2 lần. Như vậy mình nó là tín đồ Công giáo mà hảo. Bởi vì mỗi tôn giáo đều có một cái nơi để sinh hoạt, cho nên chúng ta hiểu vấn đề này cho khó một chút bằng đạo à. Vì vậy cho nên hôm nay mình là tín đồ của Thầy, thì chúng ta đến chùa của Thầy, đến chùa trong đạo, đến nơi làm việc các ban sự xã, rồi tín đồ đạo Phật thì người ta đi chùa trong đạo Phật, rồi giờ này con chiên đạo Công giáo thì hàng tháng hàng tuần thì chúng nhờ tới đi nhà thờ, rồi đạo có đại chúng ta, của tôn giáo bạn chúng ta, thì người ta hướng về tòa Bắc Tây Ninh, giống như tôi gọi hướng về An Hòa Tử, cái gì nó ra cái đó. Còn hàng này thì có một số đồng đạo chúng ta đi chùa nhiều hơn, đi chùa nhiều hơn ban trị sự, thì điều này mình nên suy nghĩ lại. Quý vị còn nhớ không, khi mình về An Phú đó, một vị huyện ủy viên bí thư chủ tịch huyện và chủ tịch của An Phú, ông Đoàn Bình Tâm mới phát biểu đó. Ổng là một cái người chức việc, cái người làm việc của nhà nước, mà người ta nhận định ông nói ông thấy hình như tín đồ Phật giáo bà hảo đi chùa nhiều hơn ban trị sự. Nghe con này thấy ấm không ạ? Người ta là người bên ngoài không thấy được điều này, mà tại sao cái đồng đạo chúng ta không thấy? Cho nên cái gì nên thì nên, cái gì không nên thì không nên. Hôm nay là năm tôi tính đi chùa, thì ít nhất tôi phải ghé đây trình thầy cầu nguyện thế nhân an, hoặc là thăm ban trị sự nhà như vậy, thì tốt biết bao nhiêu mà nói là thầy không cấm chúng ta đi chùa. Nhưng mà chúng ta đừng đi chùa rồi chúng ta bỏ thầy, điều này không được, không được đồng đạo. Cho nên quý vị phải lưu ý vấn đề. Rồi giờ này Đức Thầy cho phép chúng ta quyên góp để sửa chùa, những ngôi chùa nào nghèo hư đất thì Đức Thầy chúng ta cho phép chúng ta quyên góp để sửa chùa. Còn Thầy không cho chúng ta tạo tượng tốt, mà là ngày tôi thấy đồng đạo chúng ta nhiều khi thấy tiền công đức đó ở các tượng tốt chúng ta bỏ vào đó, thì chúng ta bỏ vào đó nhiều quá,
đầy cái bông đen này thì nhà chùa phải làm gì? Có phải là nhà chùa đốt Phật lớn không? Có phải nhà chùa đốt chùa cao không? Cho nên cái trường hợp mà đốt chùa cao Phật lớn đó, trong đó có tiền của quý vị đó, có tiền của tôi có đồng đạo không? Có không đồng đạo? Có đồng đạo à, phải không? Cho nên cái gì mình cũng khẳng định vấn đề một chút đồng đạo để chúng ta hiểu. Đức Phật thì dạy phụng sự chúng sanh là cúng dường tam bảo. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta làm từ thiện là chúng ta đang cúng dường tam bảo đó. Mình phải nhận định cái lúc nếu mà chùa này nghèo, bây giờ cái mái nhà đó nó dột rồi, cái vách bên đây là giờ này muốn đổ rồi, phải không? Bao nhiêu tiền tôi quyên góp, tôi sửa chữa, tôi nói tôi đó. Mấy ngày tôi dạy nè, nếu mà chùa nghèo hương đất là được quyên góp, còn chùa này bây giờ nó mắc lắm nè, to rồi, chèn nó đẹp quyên đi, khỏi quyên góp, đến đây lại Phật rồi, đem là bó ma ha, thấy chị, bó ma cúng Phật thôi. Nếu mà có thôn to nữa đó, thì cũng phải bỏ vào tiền công đức ít thôi, vài trăm ngàn thôi, để gì vậy? Cho ông nhà chùa không trả tiền điện, tiền nước, không mua tàu uống sống, mà không bỏ tiền không được, phải bỏ. Nhưng bỏ ít thôi, bỏ nhiều quá dư tao mới đường tao làm chuyện khác tội nghiệp ta. Mình nói đoạn vậy thôi, bỏ ít thôi, chứ không phải là mình phủ nhận đồng đạo mà cái gì cũng vậy mình cũng nói đâu vấn đề tin đó. Cho nên hôm nay tình bạn này là quá rõ rồi không mình đạo. Cái vị nào mà có vướng vào đây chúng ta suy nghĩ thì rõ đó cái chùa viện đó. Rồi cái tiếp theo nữa là đó cái tăng sư thì cái vấn đề quan trọng nhất của thầy, Đức Thầy dạy chúng ta đây là gì? Tất cả bộ đạo nên cung kính các tăng sư tu hành chân chánh. Nếu các ông ấy thì điều chính lý ta phải nghe lời. Như vậy thì giờ này đối với tăng sư thì yếu tố căn bản đầu tiên cần có là đồng đạo của chúng ta phải cung kính. Cung kính trước đồng đạo, cung kính đi. Rồi khi mà mình gần gũi đó, mình phát hiện ra các vị này đó là các vị thầy đã có những cái gì đó mà nó không đúng theo cái chân truyền của Phật tổ, thì Đức Thầy dạy chúng ta là khuyên. Khuyên mà không nghe thì chúng ta nó sao lắm. Nó một cách đi từng tự như vậy. Cho nên vấn đề này rất là nhạy cảm. Vì vậy cho nên hôm nay cho tôi đó, mà chúng ta khi gặp sắc áo, bây giờ mình dùng từ sắc áo đây cho nó dễ hiểu. Gặp sắc áo của nhà tu lịch sự tế nhị nhất, tối thiểu nhất là chúng ta nên cung kính. Đây là cái phép lịch sự của con người. Gặp một cái người bình thường mình còn cung kính kìa. Dạ thưa bác, dạ thưa ông, dạ thưa anh, dạ thưa chị, đúng không? Đây là cái lịch sự cần phải có văn hóa của con người. Hôm hồ trên đây mình gặp một cái người sắc áo nhà tu thì dầu sao đi chăng nữa thì cái nhân thân người này cũng cao quý hơn người thường rất là nhiều. Chúng ta nên nhìn về cái phương diện tích cực để chi hài hòa đồng điệu, chứ chúng ta đừng có bắt chặt, bắt lỏng, bắt lỗi thế này thế khác, thì e rằng chúng ta cũng là cái người ảnh hưởng trong cái vấn đề tự cư xử, ứng xử của ta. Cho nên thì thật sự với tôi đó, tôi không biết đâu, dù rằng thầy dạy rất là rõ ràng, câu chữ ngữ nghĩa văn bản rất rõ, nhưng đối với mình thì mình gặp các vị sư thì mình rất là cung kính. Rồi có người nói chàng nó đừng có kêu bằng thầy, kêu bằng sư á, chàng nó vừa dốt. Chữ sư là thầy còn gì nữa không đọc, chữ sư là thầy mà cái chữ sư nó còn tôn trọng hơn chữ thầy nữa, nghe đồng đạo phải không quý vị? Nhiều khi nó chàng đứng kia bằng thầy, cái bằng sư á, chàng nó thì sư là thầy trong như đó. Chữ sư là chữ Hán ngữ, chữ sư là Hán ngữ qua cái việc mình là thầy, mà thường cái chữ sư nó nghĩ về cái giá trị từ ngữ nó cao hơn từ thầy nữa đồng đạo. Cho nên mình có chấp thì bây giờ mình kêu ta là thầy tốt cái đó, thế gian này ai cũng là thầy của nhau mà đồng đạo, phải không đồng đạo? Quý vị học tôi một chữ thì tôi là thầy quý vị rồi, tôi học bị một chữ quý vị là thầy tôi rồi. Thế gian này nói cho đúng là chúng ta là thầy cô lẫn nhau mà, có gì đâu mà phân biệt chi vậy? Nó rất nói thì được không? Quý vị là thầy cô tôi nè, tôi hỏi như vậy cái gì? Tôi là thầy cô quý vị nè, phải không đó? Việc tu hành nói phải thì nghe thầy nói một câu là tốt đi đó.
mình hà tất gì mà chúng ta phải chấp nhất, thì đó là cái lúc đó một cái khổ lộng để chúng ta phá vỡ cái ranh giới, cái ranh giới giữa chúng ta với các vị tăng sư bên đạo Phật, thì đó là cách ứng xử với tăng sư thiền viện. Còn đối với xã hội thì chúng ta đã bàn hồi nãy rồi, còn với nhân sanh đồng đạo thì việc này chúng ta làm rất là tốt và tốt. Giờ này mỗi đồng đạo chúng ta làm công tác thiện xã hội đối với đồng bào, đối với nhân sanh, thì hầu như mình đã hài hòa đồng điệu rồi, đã thể hiện rõ rệt hàng ngày với cái sự hành đạo của tín đồ Phật giáo và hảo chúng ta. Cho nên việc đó chúng ta cần phải bàn. Và đến điều cuối cùng là chúng ta cần đối xử thế nào đối với đạo, đối với thầy. Cho nên hôm nay về phương diện ứng xử này, tôi phải bị là người tín đồ Phật giáo và hảo, yếu tố quan trọng đầu tiên đối với đạo thì Đức Thầy dạy sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày tuyệt vọng. Đây là quan trọng nhất, nói như là đủ rồi đó. Đó là cái trung thành tuyệt đối trong đạo mà Đức Thầy dạy là rất rõ rồi. Nghiêm biên những kẻ quá lương thiện, một mực trung thành với Phật tiên. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta mà trung thành với Phật, với đạo thì chúng ta được nghiêm biên. Mình là người hiền, thật sự hiền như là Đức Thầy dạy mà tôi vừa nhắc lại. Về vậy nên hôm nay đối đạo thì về cách ứng xử này thì chúng ta phải trung thành tuyệt đối để giữ gìn những cái nét đẹp của đạo chúng ta, tránh trường hợp là tự mình bôi nhọ cái đạo của mình, tự mình làm giảm đi cái giá trị của đạo của mình, thì đó là cái tác hại rất lớn, nó đi tỉ lệ ngược lợi để các ứng xử. Cho nên nói phương diện này nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà mong rằng nó ít mà đồng đạo chúng ta hiểu gì. Rồi cái thứ hai nữa là đồng đạo chúng ta đối với nhau, cho nên giờ này đã là đồng đạo rồi, đồng là cùng, đồng có đồng là cùng, đồng đạo là cùng tu một đạo, cùng đi lên một kiến thiền, cùng đi chung một con đò, cùng đi chung trên một chiếc xe tăng, nói đơn giản là như vậy, phải không ạ? Mình là cùng đi chung với nhau, cái hướng cùng hết đó. Mà giờ này đồng đạo chúng ta không cùng, có một cái sự chia rẽ với nhau là chúng ta chưa phải đồng đạo. Tín đồ là gì? Tín là tin, tín là tín ngưỡng, đồ là đường. Tín đồ là chúng ta cùng chung một con đường trên cái sự tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo và học. Rồi Đức Thầy dùng cái từ bổn đạo là gì? Bổn là gốc. Bổn đạo tất cả chúng ta có một cái gốc rất lớn đối với đạo, đối với Thầy. Cho nên Đức Thầy mới dạy là duyên lành rõ được cùng điên, chẳng qua kiếp trước thì duyên của Phật. Vì vậy nên giờ này đồng đạo đối đồng đạo thì tôi bởi vì chúng ta không thể, mình dùng cái từ là không thể có một cái tư tưởng, hành động, lời nói nào để chia rẽ với nhau. Dù rằng đồng đạo này có làm sai, đồng đạo này có làm quấy, đồng đạo này có nhỏ hơn mình, đồng đạo này có mới bước vào tu, đồng đạo đánh cái kỳ, đánh cái trường, đồng đạo này không chịu làm giống như mình, nhưng chúng ta phải lúc nào cũng thương, thay vì chúng ta còn phân biệt. Nói mà cái điều răng cánh thứ 8 là dạy là tốt nhất, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Đồng đạo làm được câu này chúng ta thành thật rồi đó. Hay hoặc thầy dạy rất rõ là từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn cho báo một ngày giàu sáng. Cho nên hôm nay không có lý do gì mà chúng ta chia rẽ. Rồi chẳng những đồng đạo mà anh em trong ban chỉ tự nó còn gần hơn nữa. Đồng đạo đã cùng với nhau rồi, mà giờ này chúng ta còn cùng với nhau để lãnh đạo, để đại diện, lo chung cho một ban trị sự 9 và 7 người, cái vai trò rất là nặng. Thế mà nhiều khi trong 9 người 7 người này chúng ta lại bất cập, lại giữ ý kiến, không có cùng đồng với nhau lo chung cho đạo. Rồi đồng đạo mình chúng đi, quý vị có nghĩ cái ngày mà thầy mời không? Cái ngày thầy mời thầy dạy rất rõ đó, đứa ngỗ nghịch một mai đứt cổ. Thế nào là ngỗ nghịch? Cho định nghĩa dùng tôi nghe, ngỗ nghịch là dạy không nghe đúng không? Ngỗ nghịch là thầy dạy một đường làm một nẻo đúng không? Ngỗ nghịch là làm cho đạo thầy chậm phát triển, ngỗ nghịch là ngăn chặn cái đạo được phát triển. Thì lúc thầy về thầy dạy rất rõ trong bài là thu đó cuối, thầy về là đứt cổ rồi mà
thầy dạy đó là nguyên văn bằng văn bản. Còn những cái mẫu chữ bên thầy, trong khi Đức Thầy như chúng ta, thì Đức Thầy đã khẳng định rồi, nếu như mà không nghe lời thầy mà làm ngược lại đó, sau này thầy về là đứt đầu, hoặc là đặt đầu vào gốc dừa để tự chọn mình mà tức. Như vậy thì giờ này khi mà chúng ta là ban trị sự, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải thật sự là người làm gương với luật tinh nghiêm, thì từ đó đồng đạo chúng ta sẽ lên với mình. Bởi vì có nhiều ban trị sự cũng nói với tôi, chú Tâm ơi, tôi buồn lắm, ở đây tín đồ cũng phải có ngàn hơn ngàn người mà ít ai đến ban trị sự lắm. Rồi tôi hỏi về ban trị sự cứu sao đoàn kết không, ông đang không được mặn mà lắm, thấy vậy chính ông này cứ gây gỗ hoài. Rồi sao thì trong ban trị sự của ông, anh em có giới được cái nghiêm không? Không được chú ơi, trong trị sự viên có một số còn nhậu lại ra ơi phải rồi, bà không tới ông là phải ông đây. Bởi vì trong nhà của mình là không phải là người quân tử, trong nhà mình là người tiểu nhân thì đương nhiên là tiểu nhân đến với mình rồi. Cho nên trong nhà chúng ta như thế nào đó mà đồng đạo có bị ngoảnh mặt làm nữa. Chứ nếu như anh em mang sự là những người giỏi, tâm huyết cái đạo, những người giới lực tương nhiên, thì tôi tin chắc là đồng đạo chúng ta phát triển đó. Và cái cuối cùng là giờ này đối với thầy, thì giờ này đối với thầy, tất cả đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện theo lời Đức Thầy dạy, giảng kinh tập tụng chiều nay, làm theo lời chỉ ngày này gặp ta. Đối với thầy thì giờ này chúng ta phải nhận định rằng Đức Thầy chúng ta tạm thời vắng mặt, ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổ đạo cái hồi đáng sau. Đối với thầy, đồng đạo chúng ta nên tâm đắc lời Đức Thầy dạy, đó là ngày vui tươi cũng là lỗ bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phúc, đặng hưởng phúc thừa, ngày lập hội tay vinh ngành quế, trao thân phận rạng danh hiếu để hỏa dạ thầy nơi chỗ thầy đọc. Đến đây chúng tôi xin cho phép bản chương trình này cũng đúng 11:05 thì chúng tôi đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, trình bày các ý qua cái chương trình thử thách chúng Phật. Thì có lẽ là trong cái quá trình chia sẻ không sao mà tránh khỏi những cái sơ sót quyết định, cũng những mong với đồng đạo chương trình những thứ những chi. Thì cuối cùng chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp, cho nên ngày hôm nay chúng tôi được về đây cũng như đồng đạo Phương Kiều để làm vụ của mình. Chúng tôi hết sức là cảm ơn quý đồng đạo ban trị sự Sơn Đường trong và ngoài tỉnh đến hộ pháp. Cảm ơn tất cả quý vị dành một cái khoảng thời gian dầu rằng 1 tiếng 15 phút nhưng mà đối với tôi rất ý nghĩa. Thật sự là buổi giảng hôm nay tôi rất ấn tượng. Quý vị là không ai mà phải nói rõ là chợp mắt, quý vị cứ đông chiêu để theo dõi bài giảng từng câu từng chữ mà chúng tôi đã nói với một cái sự hiểu của mình. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã dành cái khoảng thời gian phải nói rõ là chúng tôi rất là phải nói rõ là rất là tâm đắc trong buổi giảng ngày hôm nay. Và cuối cùng thì tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng khi mình hiểu về cách xử thế thế nào của đạo Phật giáo là hảo, thì bây giờ này muôn người như một, chúng ta cố gắng thực hiện cái trọn vẹn lời Đức Thầy để đến một cái ngày cuối cùng chúng ta sẽ được Đức Thầy bế bồng con dạy hát bài khải ca. Trân trọng kính chào, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm ơn quý vị đã vừa tiếp xong đề tài của mình. Và quý vị cho cháu quý vị một dàn vỗ tay cho quý vị. Kính thưa quý đồng đạo, hôm nay chúng ta đã được tiếp thu hai đề tài do hai vị giáo viên ban trị sự trung ương chia sẻ, qua đó giúp chúng ta hiểu nhận thức đúng về giáo lý của tổ thầy để rút ra bài học kinh nghiệm trong lúc đời tu học của mình. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn giáo lý viên và chúng ta đổ dỗ hai vị giáo viên một tràng pháo tay thật lớn.
tiếp theo đây là đến phần ba là phần bế mạc. Đáp từ ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Vũ Nhi, phó ban chủ trì cũng là phó ban tổ chức buổi lễ hôm nay, đến đây đáp từ ban tổ chức để nghe kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa quý vị quan khách, quý đồng đạo kính mến, sau gần 2 giờ tiến hành buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đến nay đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Giáo lý đã đem sở hợp triển khai nội dung đề tài Phật lại, làm sáng tỏ tính nhân dân sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa lời dạy của Đức Thầy trong tôn chỉ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng. Cảm ơn quý vị giáo lý viên không ngại đường xa đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do ban trị sự trung ương phân công. Xin tri ân ban trị sự các xã phường thị trấn, các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm và chư quý đồng đạo tham dự. Chân thành cảm ơn gia đình ông Nguyễn Nhân Lực cho mượn mặt bằng để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Chúc cho quý vị đạo đồng đạo dạng sự an lành, thân tâm thường lạc, đạo quả di luân. Thân ái kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, mời tất cả quý vị chúng ta tập trung vào bàn thứ trước.